Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề dinh dưỡng để người cao tuổi luôn khỏe mạnh. Thưa quý vị và các bạn, người cao tuổi cần một chế độ dinh dưỡng đa dạng và hợp lý để tránh bệnh tật, nhưng đôi khi họ quên cả ăn uống làm cho sức khỏe kém hơn. Vì vậy, những người trong gia đình cần chú ý quan tâm chăm sóc người thuộc đối tượng này. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay, sẽ giới thiệu tới quý vị những gợi ý tốt về các loại thực phẩm giúp người cao tuổi luôn khỏe mạnh. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Cần ăn giảm chất đường bột. Nhu cầu năng lượng ở người 60 tuổi giảm đi 20%, ở người trên 70 tuổi giảm đi 30% so với người 25 tuổi. Theo nhu cầu khuyến nghị của người Việt Nam với người cao tuổi, nhu cầu về năng lượng là từ 1.700 tới 1900 kilocalo trên người trên ngày. Năng lượng từ ngũ cốc cung cấp 68% các chất béo cung cấp 18% và các chất đạm cung cấp 14% tổng nhu cầu năng lượng trong khẩu phần ăn hàng ngày. Người cao tuổi cần điều chỉnh chế độ ăn để giữ cân nặng ổn định, để chỉ số BMI từ 18,5 tới 22,9. Về chế độ ăn của người cao tuổi cần lưu ý chia bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ, tạo không khí vui vẻ, thoải mái. Khi ăn cần nhai chậm, nhai kỹ thức ăn, nên ăn các thức ăn thực vật như vừng, lạc, đậu, đỗ, rau xanh và hoa quả chín. Ăn ít thịt Thay vào đó là cá, tôm chế biến các món hấp, luộc như thay thế các món rán nướng. Nên ăn thay đổi thực đơn thường xuyên, tránh đơn điệu để bữa ăn sẽ ngon hơn. Các món ăn chế biến mềm, thái nhỏ, hầm kỹ để phù hợp với hàm răng yếu và dễ tiêu hóa. <laughs> ăn giảm thịt, giảm chất béo và giảm muối. Về chất đạm, nhu cầu protein từ 60 tới 70g trên ngày trong đó đạm động vật chiếm 30% tổng số protein. Người các tuổi ăn ít thịt, thay vào đó là các thực phẩm giàu canxi như cá, tôm, cua. Các protein thực vật như đậu, đỗ, vừng, lạc, đậu phụ vì chúng có nhiều chất xơ giúp thải lượng cholesterol. Hạn chế ăn các thực phẩm có nhiều cholesterol như nội tạng động vật, óc nên ăn ít nhất 3 bữa cá trên một tuần, 3 quả trứng trên một tuần và ăn thêm sữa chua, dễ tiêu và có lợi cho tiêu hóa. Về chất béo, nên ăn cả dầu thực vật và mỡ động vật. Tỷ lệ chất béo thực vật chiếm 35% tổng lượng chất béo. Dầu thực vật tốt với người có tăng huyết áp, không có cholesterol và ít axit béo bão hòa dưới 40% hơn mỡ động vật. Ăn thêm đậu, lạc, vừng và cá. Ở người cao tuổi, tiêu hóa hấp thụ chất đạm đều kém nên dễ xảy ra tình trạng thiếu chất đạm. Ở đậu, lạc, vừng và cá có nhiều chất đạm Ngoài ra chúng lại có nhiều chất dầu giúp đề phòng các bệnh về tim mạch. Cho nên người cao tuổi nên ăn nhiều món ăn từ đậu tương như đậu phụ, sữa đậu nành, tàu phớ. Mỗi gia đình nên có một lọ vừng lạc để bổ sung cho bữa ăn hàng ngày. Mỗi tuần ăn từ 2 tới 3 bữa cá, nên ăn cá nhỏ, khoai nhừ hai lửa để ăn được cả xương, có thêm canxi để phòng bệnh xốp xương ở người cao tuổi. Đậu, lạc, vừng, cá có tác dụng phòng chống các bệnh tim mạch, đậu phụ còn có tác dụng phòng chống ung thư. Ăn nhiều rau tươi quả chín. Người cao tuổi cần chú ý ăn nhiều rau để có chất xơ kích thích nhu động ruột, tránh táo bón. Các chất xơ trong rau quả còn có tác dụng như cái chổi, quét hết các chất bổ béo thừa, đẩy ra theo phân, giúp cơ thể phòng chống bệnh sơ vữa động mạch. Rau tươi quả chín còn cung cấp các chất dinh dưỡng hết sức quan trọng đối với người cao tuổi là các vitamin và chất khoáng. Nhu cầu chất xơ 25g trên ngày, đặc biệt là chất xơ hòa tan có tác dụng làm giảm cholesterol và đường máu. Nó tốt với người đái tháo đường, tăng huyết áp. Người cao tuổi thường bị loãng xương và thiếu các vitamin, khoáng chất, cần ăn các loại rau xanh, hoa quả, dầu vitamin và khoáng chất. Mỗi ngày nên ăn 300g rau xanh và 100g hoa quả. Uống đủ nước theo nhu cầu. Người cao tuổi thường uống ít nước do sợ đi tiểu nhiều, mất ngủ. Nước giúp cho tiêu hóa tốt hơn và đào thải các chất cặn bã khỏi cơ thể uống từ 1,5 tới 2 lít nước một ngày, cần chủ động uống nước, không chờ khát mới uống, nên uống nước trà xanh tốt cho tim mạch và các loại thức uống có tác dụng an thần như hạt sen, chè ngó sen. Người cao tuổi nên sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, để làm chậm quá trình lão hóa và duy trì cân nặng hợp lý bằng việc tập thể dục nhẹ nhàng hàng ngày. Mỗi buổi sáng dậy vận động 30 phút, chưa nằm nghỉ hoặc ngủ 15 phút, tối nên đi bộ 30 phút giúp ngủ ngon hơn. Đi bộ là cách vận động tốt nhất phù hợp với người cao tuổi và có thể phòng bệnh sơ cứng động mạch, cải thiện tình trạng đau mỏi xương. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin hữu ích trong những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt.